Các em thân mến, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em nhiệm vụ học tập của tuần thứ 5 và tuần thứ 6 với nội dung vẽ tranh phong cảnh. Để vẽ được bức tranh phong cảnh thì trước hết chúng ta đi tìm, chọn nội dung đề tài. Chúng ta phải hiểu được như thế nào là tranh phong cảnh hay là tranh phong cảnh vẽ về những gì. Thì cô mời các em cùng quan sát những cái bức tranh và những cái hình ảnh sau đây. Các em thấy trên đây là với bốn cái bức ảnh chụp. Bức thứ nhất, các em thấy cái phong cảnh rất là quen thuộc và ấn tượng đối với người dân Bà Rịa của chúng ta. Hàng ngày chúng ta thường đi qua đây trong khi đi làm việc học tập. Đúng nào? Đó là phong cảnh hình ảnh nhà tròn. Bức hình ảnh thứ hai, đó là ảnh chụp về sông Hương, Huế. Bức ảnh chụp thứ ba đó là hình ảnh vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh. Và bức ảnh thứ tư đó là hình ảnh tranh phong cảnh của Lăng Bác ở Hà Nội. Chúng ta cùng ở đây là các em thấy là với đây là bốn cái bức vẽ của họa sĩ vẽ về phong cảnh khác nhau, ví dụ như cảnh phố cổ, cảnh làng quê. Các em quan sát những cái hình ảnh có trong những bức tranh vẽ trên. Và đây là bốn cái bức tranh vẽ của học sinh. Các em thấy có bức tranh thứ nhất là như về hình ảnh sông nước, bức tranh thứ hai là làng quê, bức tranh thứ ba là chùa Một Cột, bức tranh thứ bốn đó là hình ảnh vẽ bức tranh vẽ nhà tròn. Vậy thì chúng ta quan sát trong những cái hình ảnh chụp rồi là những cái bức tranh vẽ thì chúng ta thấy là trong tranh vẽ phong cảnh thì ở đây đó là vẽ về những hình ảnh gì? Chúng ta thấy là tranh phong cảnh là tranh vẽ về những cái cảnh vật xung quanh, con núi, sông, biển cả, ruộng vườn, nhà cửa, cây cối, vân vân. Và tranh phong cảnh có thể vẽ về các cái vùng miền khác nhau. Tranh phong cảnh cũng có thể vẽ người hoặc là vật nuôi vào trong tranh để cho tranh thêm sinh động. Trên đây với cái hình ảnh thứ nhất là hình ảnh nhà tròn với một cái qua một cái máy chụp là toàn cái cảnh theo cảnh tự nhiên của hình ảnh nhà tròn. Còn cái bức thứ hai đó là tranh vẽ của học sinh về cái phong cảnh nhà tròn. Thế chúng ta xem là giữa cái hình ảnh được chụp bằng máy ảnh và giữa cái bức tranh vẽ chúng ta thấy có sự khác nhau như thế nào. Đối với cái bức ảnh chụp về tranh phong cảnh ở đây thì chúng ta thấy là sao chép toàn bộ cái cảnh có từ tự nhiên. Và đối với tranh vẽ thì khi chúng ta diễn tả đối tượng bằng ngôn ngữ hội họa thì chúng ta có thể lược bỏ bớt những cái chi tiết không cần thiết. Màu sắc trong tranh vẽ có thể là khác với cái màu sắc trong phong cảnh thực tế. Về cách vẽ tranh phong cảnh thì có hai cách vẽ như sau. Cách thứ nhất là chúng ta có thể vẽ trực tiếp cái cảnh thật. Mà nếu như chúng ta trực tiếp vẽ cảnh thật ấy, thì chúng ta thấy là có gồm những bước sau. Bước thứ nhất đó là chọn và cắt cảnh. Bước thứ hai đó là phác các cái toàn cảnh và lược bỏ bớt những chi tiết không cần thiết, phân mảng chính, mảng phụ, rồi vẽ hình. Bước thứ ba là bước vẽ chi tiết và bước thứ bốn là bước vẽ màu. Chúng ta thấy là quan sát trên này thì chúng ta thấy là toàn cảnh của cái vịnh Hạ Long, một cái phong cảnh của vịnh Hạ Long rất là rộng. Thì ở đây chúng ta, trước hết chúng ta phải chọn và cắt cảnh nào đó đẹp và ấn tượng nhất để chúng ta vẽ vào trong bức tranh của mình. Và qua đây thì các em thấy là cô chọn bước thứ nhất đó là chọn và cắt cảnh như trên màn hình các em thấy. Chúng ta chỉ chọn một cái góc cảnh đó thôi. Có cánh buồm, có núi đá, có bầu trời, có nước. Sau khi chúng ta chọn rồi, chúng ta sẽ thực hiện bước thứ hai đó là vẽ phác hình. Các em thấy không? Trong hình thì chúng ta có hình cánh buồm này, hình núi đá này, hình nước rồi hình bầu trời này. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bước thứ ba đó là vẽ chi tiết, hoàn thiện hình vẽ. Sau khi hoàn thiện hình vẽ rồi, chúng ta sẽ thực hiện qua bước tiếp theo. Bước số 4, đó là bước vẽ màu. Như cô nói là màu sắc trong tranh vẽ thì có thể là không nhất thiết phải giống với màu trong tự nhiên. Về cách vẽ thứ hai, đó là cách vẽ tranh phong cảnh theo sự sáng tạo.
Chúng ta có thể nhớ lại những cái cảnh mà chúng ta đã từng thấy, hoặc chúng ta tự sáng tạo thêm theo ý tưởng của riêng mình. Thì trong cách vẽ này gồm có những 4 bước sau. Bước thứ nhất đó là xác định cảnh vẽ. Bước thứ hai đó là sắp xếp bố cục, phác mảng, vẽ hình. Bước thứ ba đó là vẽ chi tiết. Bước thứ bốn đó là vẽ mở. Cô ví dụ như bước thứ nhất hôm nay cô sẽ chọn cái cảnh vẽ đó là chùa một cột. Đó là chúng ta xác định cảnh vẽ. Bước thứ hai đó là sắp xếp bố cục phác mảng để vẽ hình. Phác mảng đây các em thấy có mảng hình của chùa một cột rồi là hình ảnh cây cối, bầu trời. Và chúng ta sẽ vẽ chi tiết về cái cảnh chùa một cột. Có hình ảnh chùa một cột, hình ảnh hồ sen, hình ảnh bầu trời, hình ảnh cây cối. Bước thứ 4 là bước chúng ta sẽ lên mộc. Đây là một số các bài vẽ của học sinh các em. Các bài vẽ học sinh ở đây thì các em thấy cũng rất là đa dạng và phong phú. Ví dụ bức tranh thứ nhất có nước, có cánh buồm, có núi, có bầu trời. Rồi là bức tranh thì cũng có thể là chúng ta thêm người hay là vật nuôi để tranh thêm đẹp. Ví dụ các em thấy có bức tranh thứ hai đó là có hình ảnh thêm người và để cho tranh thêm sinh động. Chúng ta quan sát. Sau khi các em vừa rồi cô đã giới thiệu về cách vẽ tranh này, quan sát một số các cái bức tranh của họa sĩ cũng như tranh của các bạn học sinh năm trước, thì các em có thể là tham khảo trên những cái bức tranh đó để chúng ta sẽ vẽ thực hành, và các em sẽ chọn một cái bức tranh mà các em yêu thích nhất, một cái phong cảnh các em yêu thích nhất để các em vẽ thành bài vẽ của mình. Các em sẽ thực hiện trên giấy A4, và khi các em vẽ tranh á, thì trong cái tranh phong cảnh này chúng ta không có trừ lề, tức là chúng ta không có phải vẽ khung mà chúng ta sẽ vẽ hết trang giấy A4 luôn. Năm vừa rồi thì cô mới hướng dẫn về cái cách vẽ tranh một cái bức tranh phong cảnh, thì các em sẽ thực hiện bài vẽ trong 2 tuần, đó là tuần thứ năm và tuần thứ sáu, và sau đó thì các em tiếp tục nộp bài lên cái phần mềm Azuta để cô chấm bài. Và phần hướng dẫn của cô tới đây là kết thúc. Cô xin chúc các em vui khỏe, vẽ đẹp và luôn chăm ngoan học giỏi. Cô xin chào tạm biệt các em.